ប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមានឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានបង់ក្លាដេសនេប៉ាល់ស្រីលង្កាប៉ុន្តែគូសត្រូវនឹងគ្នាជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមានឥណ្ឌាមានតែប៉ាគីស្ថានមួយគត់ព្រោះប៉ាគីស្ថានបានបំបែកខ្លួននៅឆ្នាំ1947ចំពេលអាណានិគមអង់គ្លេសប្រកាសឯករាជ្យផ្ដល់ឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាដែនដីទាំងពីរនេះមានប្រវត្តិរស់នៅជាមួយគ្នាហើយប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនាក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នាដែរតែប៉ាគីស្ថានជ
chúng luôn chia robot sang này protein pin này mình chạy chậm lại nơi đan đây Kashmir đan phu chỉ chỉ pi crown ananikum angle đan đây này tay tay bằng co cả vì bây giờ này rồi viên còn top chỉ pi mình thả lại Pakistan mới này mình chúng luôn đan đây chỉ mũi India cứ mà hai giải chân đan thật là gì thằng cát phần tay miền đan chọn chỉ mũi India có cả sừng kềm prom đan nhượng nhọt đây đại India miền chúng luôn chỉ mũi Pakistan đã khai chiến trở robot sang này bản nom ở Pakistan chậm đây chỉ mũi chân cầm riêng India chân đang Pakistan miền chọn sai luật hết sát na đường khnien nội tế tại protein thằng pin này sờ lạnh khnien biệt ban sạch chim tại môi tàu hơi Pakistan trao cả prạ cầm chay bị chân cứ chân ao cướp cả lại thì sạc chẳng cứ thua giang na ao tại Pakistan miền sạc đàn nổ tiếng xét cách nâng vị sai cả bị chết bây giờ tụt tối nâng India cái ta ni hơi đại India mình ai gặp an chân chia protein chất khang lõ nâng khuôn bản lời tại Pakistan ban khai chiếc cu con côn chân rồi bỏ chân tàu hơi protein thằng bay này sốt tại miền ở vùng nuclear riêng luôn bà chân bộ năng Pakistan rung khnì vì bà hạ ảnh đế cứ chiếc sân khuyên trái cao bọn tay xâm nô mùi xua thả tạo ảnh đế ai tục tôi nâng sở trâu bì rung khnì bàn đáy rửa tế nếu thay thị đọc bây khai mẹ gà ra chân năm bì bọn một phê mùi này mê tọp cầm phùl mà nè bà tế ảnh đế bàn thay anh tạo căn con tọp rồi bọc luôn khăn ông tị vì bà chăm chân năm nây ca rùm lực vì thiệp rồi bọc con tọp nông ca ca bì đen đây bà tế ảnh đế thì phần nghĩa xa rồi bọn mình FNA bàn chọc sai thả ổ đông sẽ nây mà nụy mùkun naravan bất ban thay bằng hai cái sản phẩm tháp rum đại India chân nâng India Pakistan nâng miền sản tiếp tại ở đông sân này rụng đi bạn đã tươn tập can con tốt ở trong phải dắt nâng trim khuôn chuyển nick không ca tụt tôi sản cream Philippines đã ai bằng co làm chỉ thay tiết pi sản nặng protein chân nâng Pakistan lúc ban thay tha không ở đâu phải chạy cứ pel về lia đại bộ Philippines tay tay lụi một bọt tăng rư sát tháp na lên là tháng nâng po diêm cho một hàng không rum đại protein đi lúc mà to tha tôi chỉ dương ban trở lại thì tăng một độ còn lại sản phẩm nhưng chẳng ai bằng tích thì phụng đánh bởi tại các sự thiết trẻ khẳng tại dương cùng phích thả con tốt bỏ tế khi mình bàn phích chung phúc cả lũi cho tức đây rồi bỏ dương nụ tế lúc sẵn khóa thuấn thả tàng chân tàng Pakistan cứ chia sẻ tờ rùm rồi bỏ India thấu hơi nợ phía này bằng tay lúc ở đông sân này ủa thả xâm rạp India mình khai nẹ tàng nụ tế lúc các bạn bạp từ con tốt thả India trâu ca phụng đánh miền sản phẩm tại mình trâu dọc hết phòng sản phẩm bởi cố đây tàu ai bởi tế chất khang nụ tế India nâng chân miền phụng đánh cục rùm khnê chì mùi khnê bay bọn 488 กิโลเมตรจับปีกองทัพในประเทศปีประพฤติประโยชน์คณีในตามพรมแดนดัมบอนดาละกาบีทั้งไงที่ดับรามไข่มิตรนาชานพิปอนพัยคือแต่งอินเดียหนังจันบานดาปุงเรียนเอาเครื่องสเปียร์วุฒิดาตามตีตังระบบกองทัพในตามพรมแดนรุ่ยรอลอ๋อหายจำนายเพื่อขี้อินเดียบานบันทามกองทัพใบเมินพรามปอนเนี่ยแทนเพื่อแต่นอมเอาจำนวนกองทัพอินเดียการล่างจุดดับมือเนี่ยได้เลยเพื่อขี้จันวิ่งผมอาจดังทาเมียนวัตเมียนกองทัพตามพรมแดนจำนวนประมาณ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះចិនបានដាក់ពង្រាយសភាវុឌ្ឍនិងកងទ័ពបន្ថែមទៀតនៅតាមតំបន់ព្រំដែននៃដែនដីទី3ជាប់នឹងឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានារិនដ្រាមូឌីបានប្រកាសនៅក្នុងទិវាឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី15សីហានិងនៅពេលលោកបានទៅសួរសុខទុក្ខកងទ័ពដែលមាន សម្រងដើមដោយនេះថាយើងមិនត្រូវទុកចិត្តប្រទេសជិតខាងរបស់យើងជាពិសេសគឺប្រទេសចិនថាជាមិត្តស្មោះត្រង់នឹងយើងនោះទេប្រទេសទាំងនេះប្រទេសនេះពុំដែលឲ្យសន្តិភាពមកយើងយូរនោះឡើយគឺតែងតែឈ្លានពានយើងជាជាតិសាសឥណ្ឌាមិនត្រូវលើកដៃសុំសន្តិភាពពីអ្នកឈ្លានពានយើងទេគឺយើងត្រូវតែបង្ខំឲ្យអ្នកឈ្លានពានផ្ដល់សន្តិភាពមកឲ្យយើងទើបយើងអាចគ្រប់គ្រងសន្តិភាពនោះបានយូរអង្វែង លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកងទ័ពប្រៀបបានជារបងព្រំដែនរបស់ប្រទេសហើយការធ្វើពលិកម្មកងទ័ពដើម្បីទឹកដីឥណ្ឌាគឺមានន័យធំធេងណាស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនសកម្មភាពលើអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារសក្តានុពលរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រុមមន្ត្រីមន្ទីរប៉ង់តាកោនមានការព្រួយបារម្ភអំពីចលនារបស់កងជួរពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ចំពេលដែលមានភាពតាន
trong tỉ cồn bạch đạt nơi ngày thứ bảy khai mạc ra chuyến làm bị bỏ phơi cái lòng màu
Mình trai rô nốt bàn bàn thêm tiết hạ, chìa bì xếp mình tì bọn tà cáo nâng công phung khu lòng mơ dân đất đỏ, nơ xô chân à có, để ách bằng co chìa bà nhà hà này kà rịp chóm tìm vây bà hà, để ách cạt lá ngang bì con chìa bà bồn ở rộng nâng nông bà tế hệ ra. Bù kế bàn bàn thêm thả, vì cú ôi bùi bà rõm, dương miên ca chẳng ọt bằng hà nhằm bì kà rịp chóm ở rô bọc con chìa bà bồn. Mình trai rô nít bàn bà đề xạch, mình bắt đo có bản thái bản dị thả ở rõ xa mạng tập hiệp đại trời cả đòi cổng tiếng nút cư miên nông nông bỏ tế hệ rã rùi ta hời. Đòi cọt xong khóa thả cổng chi vô bốl bản rã xa gần lại stock cổng rô cạt nâng cầm lương thông. Khả nạ bê đại miên ca chẳng ọl bằng hàn chế liệt nà muối đã thả ca xong rạch chật vi bà há trọng bản thua lăng. Mình trái rụng ní bản dị thả ca rịp chóm trọng bản thua lăng khổng rùi dạ bêl bần mạng thang ngay chẳng cổng ní. Mình tì bóng tà cáo ấn bản thua ca bỏ cạc ca bì thang ngay bỏ hò thả. Khi luôn bản hò tùm lẹo cọp bái thả bê hà sập bì mùi cù bì mùa là thàn rô bọc bộ kê nâng khổng tì cổng bạc đà lì. Từ căn mạch châm bộ bía nâng trò lọc tờ rô ca rì riêng ca chú liên biến nâng khổng nâng bọn. Dù thì có bán chặt về thiên đạp xanh tiết nó không còn mang ngay thầm mây này. Rùm những miền ca bình chun nê viết được dân hóa USS Nimitz trở lập tờ rô mà chăm bộ phía. Nâng bình chun con dân hóa chăm băng bằng thái mp ở rộng. Nẹ ca xa nâng nẹ vị phía này ạ ca xa chó có bán rì ca phong đại thả. Đói xa ta là tập hiệp này cao vi vả há chôn mô rộng ông gặp hiệp chăm mầm bạc đề vật Islam nơi ai tọp Amrit nơi ra. Còn tọp ạ ca Amrit con nê viết chó Amrit nâng Marine Gorin bàn bằng cân ca dìm lập bàn ở rộng bộ kế lơ bà tê trụt bình nịch khuôn. Ông gặp hiệp trả lạc nâng con công lăng đã bênh giống phi âm dũ rư Al-Ha Adha Sasa. Chỉ mùi khi nên đi đáy, nè rì ca bộ rộng miền bàn rì ca thả. Còn tọp ạ ca Saharan Amrit bàn đạ bông rì nê viết thôn thông ấn KC-A. Dân hòa xa nhà pram rồi hà xa pram xì. Dùng tam politico cho là nà tăng ní trực bàn rịp trọng lăng đầm bây rìa ràng ở rõng nâng màn ôi chặt vì thiên nà ca nà mùi đầm bây bạch chăng nâng giá hà rõt ảm rịch. Nâng con cầm lăng chùm rốt nâng nông nâm bọn. Israel tùm đồng chạp đám thua sẵn kriêm bì bà hà y rõng môn lục châu Biden lăng chùm đùa lục trăm khả nạ bây hà xa pi bần tò hò mô căn mạch châm bố pì. Nơi sau tại chiên đập ngay tiếp bắn nó, lục châu Biden phải kết chuyện trên trang nốt nâng sau bắt châu khăn đồng nai bởi thiên này tập lấy chùm đối lúc Donald Trump. Văn tay, khi nông ảnh rạc cán đi miền ca bị phía thà, bởi tế Israel ách nâng bắt đám ở miền sáng kriêm bì bà hà tế lưu cả rạc thán và lất ở vụt nơi khlea rồi bỏ Iran. Nhi chỉ ca bị phía rồi bỏ cổng này bị phía xâm rạp xa rạp bỏ rửa miền đế Jerusalem phó. Ở vây đàn nông ở miền ca bị phía bài mỹ cứ Israel tùm nông mình thúc chất rốt cả lục châu Biden tế lưu con bằng tiết, Israel cơ thả rốt tạc rộng lục châu Biden nâng tự tùa dô cách bởi rộng cảm bí thí nội khả lẽ rộng Iran lãng huynh đã nói mà Israel cơ thả nâng can tay bằng ngủ rích khăn thay tiết nâng cao phá lật xa rực thiết ôi rình hôm ai rốt tạc rộng lục Biden nâng tranh lọc bách rộng Iran tùm đồng Israel ai bìa bà hà tới lời Iran chạp chạp ní bùi chóng bê ní rốt tạc rộng lục Donald Trump bần tàu bình chun dân hò tùm lẽ cổ bách bê hà dập bì chấm lúc nguồn bởi rân chú nè sẽ kể phái xâm rùa bằng tỏ. Cảm ơn lúc châu Biden, cầm bông triêm khuôn, đảm bây châu căn đâm nành, bởi thí nê thập đầy, lúc tì xa xa pra môi nây xa rốt ảm rịch chấm rút lúc Donald Trump. Cứ bởi tế Israel ảnh hóa huynh, cầm bông thất nức nông sẽ thả nập hiệp môi, đại trâu mơ kinh thà, bông bởi giặt khắp bút bông phót, lại miền ca vui bởi hà nam môi, bì xâm nạc bởi tế Iran. Lúc ca song sắc đại thà Israel, nâng xa rốt ảm rịch nơi bị kroi ca slap nẹ vị chia xa áo vụt nơi lìa rộng Iran lô phạc vực sát đề. Đại bàn slap ca bị ngay tít đập rạm pi vì chì ca chân nằm bị bọn mập hay. Hãy nâng khả nạn đi, được Jerusalem Post bàn thua ca bị phiện nâng chốc sai thà Israel miễn ọ ca lọ nông ca bác ca vi bà hà đòi chấp đá môn xa hạ rốt ảm rịch cư tư lưu ca rạc thàn phá lật áo vụt nơi lìa nâng nông rút đầy nây ประเทศอิหร่านมีการจัดสวดถ่ารัฐบาลอิสราเอลรับนโยบายรัฐมนตรีเบนจามินเนเธนยาฮูกับปงไตบารัมถ่ารัฐการบาร์ลกโจไบเดนตำแหน่งนั่งสมรจโจจีสมาชิกเพียบลังวิ่งในกิจกรรมเปลี่ยนการวิทยาอาวุธนิวเคลียร์บอกอิหร่านชั่นนำปีปอนด์ปรัม ได้เนปินุอัตยตาประธานาธิบดีบารักโอบามาคือจิพิกีในการจัดหาเลขาหนุ่มหายไปหนุ่มโลกโจไบเดนคือเจ้าหนุ่มประธานาธิบดีระบบโลกบารักโอบามาโลกโจไบเดนปมตอนบ้านในจีอาอังถ่าโลกนักโจจีสมาชิกหรือก็ตัวยกกับโปร่งเพียงนิลังเวงนุ่นนาลาตีปัตย์เมียนกาพิเอโกนักวิพิธาโลกโจไบเดนตำแหน่งนั่งเจ้าลีนลับใบจมูกนั่งรัฐบาลอิหร่านจิตทำไมบังติด ดอยไอ้ลุกเจ้ากาดอกคลุนระบบลุกโดนัทรัมได้ดอกเจงปีกเกิดเพิ่มเพียงการวิทยาวุฒิหนึ่งเลียจิมวยรังนุกคือในชั้นนำปีปอนด์ดับประบายเอาไว้ได้ทั่วอิสราเอลเตรียมคลุนให้เทือกบานจุลุยเซรัมเมื่อขึ้นถ่าอิสราเอลนั่งอาจเวียนประฮาบังกอสกิริมเตลือประเทศรังคือในปีต่อชับขมุกนี่คือในซาไตอิสราเอลจัง ឲ្យរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចូលពាក់ព័ន្ធកាន់តែស៊ីជម្រៅរឿងនេះហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋការរបស់លោកโจไบเดนដកខ្លួនពុំរួចដកថយវិញពុំបាន
tam sĩ đại rica mộc tha Israel ban triêm rút ở hỏi nơi cầm chuột cầm lương thầm cầm lương tập bảo rút cọc rút biết đại dân họ chậm bằng đập bay phơi cá vui praha tự lư karatana vụt nuôi lier bắp thịt erong đại cà pi pi thay một nỉ sĩ đại rica chỉ chơi ban chọc sai tha Israel ban bắt dân họ giang chơi họ hạ lư prati siri đại ban bang tự lư mulutan nơi con tàu bỏ erong lư tắc đại siri tiệt phong bản đá ở con tàu erong slap chỉ chơi nè hơi ban chậm cô đại tiệt phong nít chứ sinh nhan đi cà đam ở đằng thả Israel tâm nông nâng vui bà hà tự lưu bà tế ế rong tay bà rong đôi bà đào sinh nhan thả luôn kì bàn vui bà hà chân nạ tự hỏi tự lưu cô đào rô bọc ế rong nâng nông bà tế Siri xâm rạp nẹ vui phía nây bà tế ế rong vinh mực khinh thả chà rạc cam rô bọc Israel bàn chấp bàn chì chân nơi tì tăng chì chân để sang sai thả ế rong bàn bà bà tì tăng tình nụ đâm bây bà lật à vụt nuôi kì ế nâng tì tăng bà lật cầm chruốc ổn tà rạc thịp đại nôm ở Israel phây khlai bì ca bằng co sinh kriêm chạy sạch đầy nà mùi chanh bì ế rong hai vi lúc tà lưu Israel đòi à vụt tiàng đúng nông nây ni nẹ vi phí ế rong mực hình tiết thả bà sân bà rạc tà rạc bọc lúc chô bài đình bà căn chùm hò đôi rạc tà rạc bọc lúc Donald Trump xâm rạp Israel nụ cứ mê rạc nông cầm bù nơi bà tế ế rong Ayatollah Khemeni ai nâng trời slap nì dô bà yốt xa របស់ លោក ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង មជ្ឈិម បុព្វី ប្រសិន ដោយ ការ វិភាគ ដូច នេះ មែន គឺ អ្នក សង្កេត ការ ជា ច្រើន ទៀត មើល ឃើញ ថា រដ្ឋាភិបាល តេរ៉ង់ ត្រូវ តែ ប្រញាប់ បើក ការ ចរចា ជា បន្ទាន់ ជាមួយ នឹង រដ្ឋាភិបាល នៃ រដ្ឋការ របស់ លោក Joe Biden ដោយ មិន រង ចាំ ការ ចូល មក ដល់ របស់ លោក Donald Trump នោះ ទេ ប៉ុន្តែ ពុំ អាច ទៅ រួច នោះ ទេ ព្រោះ អាណត្តិ របស់ លោក Donald Trump អាណត្តិ ទី 1 ត្បិត លោក ចាញ់ ឆ្នោត ក៏ដោយ តែ លោក នៅ មាន ឥទ្ធិពល និង មាន អំណាច ក្នុង ការ វះ កាត់ នៃ ការ ផ្ដើម ឲ្យ មាន ការ ឆ្លើយ តប ក្នុង ស្ថានភាព សង្គ្រាម ធ្លាក់ មក ដល់ នោះ ការ ពិ សប្ដាហ៍ មុន នេះ សេចក្តី រាយការណ៍ ជា ច្រើន បាន ចុះ ផ្សាយ ថា រដ្ឋាភិបាល នៃ ប្រទេស រ៉ង់ បាន សម្រេច ផលិត បាន នៅ ការ ផលិត សារ ធាតុ អុយរ៉ាញ៉ូម បាន រហូត ដល់ ទៅ 20% ដោយ ការ ឲ្យ ដឹង ថា សារ ធាតុ អុយរ៉ាញ៉ូម នេះ ហើយ ដែល នាំ ឲ្យ អ៊ីរ៉ង់ អាច ផលិត បាន ក្បាល អាវុធ នុយក្លីអ៊ែរ ជា អាវុធ ប្រលេះ លោក ទៀត ផង រដ្ឋការ របស់ លោក Donald Trump បាន កោត ទោស យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ រដ្ឋាភិបាល អ៊ីរ៉ង់ ដែល បាន លួច ផលិត សារ ធាតុ អុយរ៉ាញ៉ូម បាន 20% នៅ ពេល នេះ ស្របពេលដែល សមាជិក ជា ច្រើន នៃ កម្មវិធី អាវុធ នុយក្លីអ៊ែរ ឆ្នាំ 2015 ដូច ជា សមាជិក ជា ច្រើន នៃ សមាជិក នៃ ក្រុម សហភាព អឺរ៉ុប ជាតិ ដើម មាន អង់គ្លេស អាល្លឺម៉ង់ បារាំង ក៏ កំពុង ខក ចិត្ត ដែរ ដែល ទទួល ដំណឹង ថា អ៊ីរ៉ង់ នៅ តែ បន្ត លួច ចម្រាញ់ សារ ធាតុ អុយរ៉ាញ៉ូម ដែល ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ ដោយ កម្មវិធី អាវុធ នុយក្លីអ៊ែរ របស់ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ នៅ ពេល ដែល ជូលីសាឡឹម ធ្វើ ការ វិភាគ ថា អ៊ីស្រាអែល ទំនង នឹង បើក ធ្វើ សង្គ្រាម វាយ ប្រហារ ទៅ លើ ប្រទេស អ៊ីរ៉ង់ ឲ្យ បាន ឆាប់ បំផុត មុន លោក Joe Biden ចូល កាន់ អំណាច នោះ គឺ ចំ ពេល នេះ សហរដ្ឋ អាមេរិក ក្រុម រដ្ឋការ របស់ លោក Donald Trump បាន សម្រេច បញ្ជូន យន្តហោះ ទម្លាក់ គ្រាប់ បែក B-52 2 គ្រឿង ទៀត ឲ្យ មក កាន់ មជ្ឈិម បុព្វី គឺ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 6 មករា ឆ្នាំ 2021 នេះ បណ្ដាញ ផ្សាយ ព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CNN បានចុះផ្សាយថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ចំនួន 2 គ្រឿងនេះវាបានហោះហើរមកកាន់មជ្ឈមបុព្វាមែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី 6 មករាគឺចំពេលដែរអ៊ីរ៉ង់បានរឹបអូសនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដល់ធំរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសអ៊ីរ៉ង់ជាខ្លាំងហើយចំពេលនោះកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យមកកាន់មជ្ឈមបុព្វាដើម្បីដាក់ការគំរាមកំហែងទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៀតផងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបញ្ចេញកងទ័ពរបស់ខ្លួនមកការពារនិងមកយកទៅវិញនៅនាវាដឹកប្រេងរបស់ខ្លួនដែលកំពុងឃុំខ្លួនដោយប្រទេសរ៉ង់នោះគឺកងទ័ពនេះត្រូវបានបញ្ជាដោយប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមុនចៅអ៊ីនហើយត្រូវបានសភារបស់ប្រទេសនេះគ្រប់គ្រងទៀតផងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអាងថាមុននឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រទេសរ៉ង់តាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិគឺត្រូវតែចរចាផ្ទៃក្នុងទ្វេភាគីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់សិនប៉ុន្តែបើទៅពំរុតនោះទីវិធានការប្តឹងអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិ ICJ នោះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមឬក៏ទៅកាន់ទីតាំងណាផ្សេងទៀតតែអាចនឹងចាប់ផ្ដើមតែបែបនេះក្តីស្របពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែទាមទារយកនាវាដឹកប្រេងរបស់ខ្លួនមកវិញពីអ៊ីរ៉ង់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាហិរញ្ញវត្ថុ7,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកូរ៉េខាងត្បូងរឹបអូសបានភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលាងលុយកខ្វក់នៃបណ្ដាញភេរវកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះគឺត្រូវបានរឹបអូសហើយហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះត្រូវបានរឹបអូសដើម្បីចែកជូនដល់ជនរងគ្រោះនៃអំពើភេរវកម្មរបស់ពិភពលោកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា
ហេរ៉ាញ់វត្ថុទាំងនោះគឺមាននៅទូទាំងពិភពលោកចំនួន7,000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 ,
ទំលាក់គ្រាប់បែកបេ 52 ទៅកាន់មជ្ឈមពាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍នេះដែលនាំឲ្យការបង្ហោះយន្តហោះទំលាក់គ្រាប់បែកប្រភេទធ្ងន់ៗនេះកើនមានការឡើងដល់ទៅ3ដងមកហើយគឺក្នុងរយៈពេលដប់ថ្ងៃមកនេះ យន្តហោះ B52ទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាផ្ទុកគ្រាប់បែកបានរាប់សិបតោនវាធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់វាខ្លោចខ្លាំងសម្រាប់រដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទំនងនឹងបង្ហាញថាប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលឆក់យកសង្គ្រាមវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់ភ្លាមនោះគឺជាពិសេសវាយប្រហារទៅលើការ៉ាថានផលិតអាវុធដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរូងដីនោះគឺ B52នេះហើយដែលជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រា
nè, xong bay tay nè vì tục dân hóa đó thông rồi bằng Amrik USS Nyman bàn mặc đó chung xong mất bẹc vinh hào đòi xong rạch chô chương nơi tí nè rồi hốt tỏ tay miên đâm nó xa rai chì phá ca nà mùi đại thả Iran bằng chốc ca phá lật áo vụt nơi kì lẻ hồi bóng ai nhẹ châm ninh ăn ra chìa tô tư vì nứt mơ ca ra thán áo vụt nơi kì lẻ bằng Iran chì thamay mà đong tiệt nè vì tục dân hóa USS Nyman nè vì đàm bóng nâng tờ lập tờ can mùi lật thán bằng vì vinh nơi tí tăng xe tiết nơi chai pin nè hồi bằng áo pin nè vì bàn mặc đó chung xong mất bẹc vinh hào hồi bằng áo pin nè tiệt nè vì mùi tắc ra bằng xa rốt âm rích mùi cương đại bằng bẹc đòi cầm chú rùi nâng ca ba cọp nơi kì lẻ đại lại có tiếng đi hỏi đại mực hình thả Israel tầm nông nâng trong chợ do cả bằng co sinh kềm về Brazil từ lưỡi rằng ở bàn chấp âm phật muốn lục châu Biden cho cả năm nay Brazil từ đại sao ở Mỹ nước ngay tìm mà phải mặc ra chân năm pi pon mà phải mùi លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជប៉ុនទទួលប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យវាចិនដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់សារព័ត៌មានបរទេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្មិញបានដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីលោកโจ លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាស៊ូហៃយ៉ាកាម៉ាបានហៅថាដំណាក់ការនេះរួមទាំងតៃវ៉ាន់និងចិនគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនក្រហមទៅហើយនិងបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបារម្ភចិនពិតជាពង្រឹងនឹងអំណាចរបស់ខ្លួនលើទីក្រុងហុងកុងទៅលើតំបន់ផ្សេងទៀតដែលជាគោលដៅគួរឲ្យដឹងថាការពីគ្រានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកលោកโจបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីថ្មីលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ហើយថាលោកនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំ
thị bánh phân lịch nơi chân. Nhi chia xong mình đọc các cực mấy đất bánh của đất bình. Nhi chân băng chứa mùi cam chứa mì xíl bánh bánh xa là bóng toàn là lơ mà là bà. Đầm bầy phân lịch nơi vi chân băng bị con tọp trường tực Australia. Còn nơi vi cho ảnh đi con ca bì xoay ca bì đàn xa mật chấp bốn. Nâng con nơi vi cho Sahara đàm rạch. Chủ rùm nó khăn mà là bà rá bì bọn mập hầy. Nhi bà tạm kê hạ tâm bộ India Today. Trên xa nơi thang thị xam xa mùi khai thân ôi chân មាលាបារា2020ជាចុងក្រោយនៅក្នុងការបន្តសមយុទ្ធដែលរីកចម្រើននៅក្នុងវិសាលភាពនិងភាពស្មុគស្មាញក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីដោះស្រាយភាពខកគ្នានៃការគំរាមកំហែងរួមគ្នាចំពោះសន្តិសុខដែនសមុទ្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានល្បាតអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនមីនីម៉ាយឃែរស្ក្រៃគ្រុបបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ពង្រីនៅក្នុងតំបន់កងនាវាទី7នៃប្រតិបត្តិការក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសេរីនិងបើកចំហក្រៅពីចូលរួមសមយុទ្ធខាងលើឥណ្ឌាក៏បានដាក់ពង្រីនដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកតាមព្រំដែនផងដែរដោយបើកតាមរូបភាពកាយរណបច
សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាច្រើនងាកមកពង្រឹងការពិជិតស្របពេលដែលមានរបាយការណ៍សម្ងាត់ថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនឹងបរិហារថាចិនមានមហិច្ឆតាប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីកាន់កាប់អាស៊ីបណ្ដាញមុខចំនួនទីក្រុងពេកាំងនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងជាមិនអាចបញ្ចប់តាមឆ្នាំ2020ឬផុតតាមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ្នឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបញ្ចេញរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមួយនឹងបរិហារថាចិនមានមហិច្ឆតាប្រើប្រាស
លោកស្រីប្រិយមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតុគីប្រកាសជោគជ័យពេញទំហឹងក្រោមការបាញ់សាឡបងប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្លង់ដ៏មហិមាត្រូវបានបញ្ចប់គណៈអធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋតុគីSBB បានប្រកាសថាការប្រគល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្លង់ប្រភេទបូរ៉ាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរុក្ខសានត្រូវបានបញ្ចប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយប្រធានឧស្សាហកម្មការពិជិត សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលផ្លោងបាលីស្ទិកខ្លីប្រភេទបូរ៉ាផលិតដោយខលនសានជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារនៅក្នុងស្រុកបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2020សកម្មភាពចែកចាយរបស់ TRG-300កាប់ឡែនមីស្មាលដែលជាប្រព័ន្ធមីស៊ីលមួយគ្រឿងទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរុក្ខសាននិងប្រព័ន្ធខេផ្លាស់វេស្ពនដែលមីស៊ីលទាំងនេះត្រូវបានបាញ់ការពីឆ្នាំ2020សម្រាប់បញ
ដែលត្រូវគេបានហៅថាជាភាពជាក់លាក់សម្រាប់មីស៊ីលផ្លូវវាមានជួរ 280 គីឡូម៉ែត្រមានរង្វង់ផ្ចិត 610 ដប់មីលីម៉ែត្រដែលជាក្បាលគ្រាប់ ដែលអាចបំផ្លាញបានដោយមានលទ្ធភាព470គីឡូក្រាមនិងទម្ងន់សរុប2500គីឡូក្រាមកម្មជ្រួច TOG-700កំផ្លានដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍពីកម្មជ្រួច TOG-700កាសិកាដែលត្រូវបានប្រើដោយបញ្ជាការកងកម្លាំងតូគីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលមានចម្ងាយពី20ទៅ120គីឡូម៉ែត្រកម្មជ្រួចមីស៊ីលខាបឡានដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងថ្នាក់មីស៊ីលប្លង់យុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធក៏មានតម្លៃ CEP ទៀតផងដែរ